Việt Mỹ cũng như chánh văn phòng của giám sát viên Cindy Chavez, là một người mới sinh hoạt cộng đồng không có lâu như lúc trước, tuy nhiên cũng rất là tích cực và giúp cho bà Cindy Chavez làm nhiều cái dự án cũng như là giúp đỡ cộng đồng rất là nhiều. Thành ra hôm nay thì tình cờ gặp bé Dương đến giữ cái dự lễ cái ngày chào cờ đầu tháng 5 cũng như là ngày giỗ tổ, cũng muốn xin hỏi là bé Dương, cái chương trình mà đi ra tranh cử giám sát viên để phục vụ cho cộng đồng ở cái khu vực San Jose này, thì xin mời bé Dương trả lời. Dạ, Betty Dương xin chào quý khán thính giả. Dạ, thường ngày đó là Betty Dương là tránh văn phòng của giám sát viên Cindy Chavez tại cùng hạt Santa Clara. Hôm nay ngoài giờ làm việc trong thời gian riêng của Betty, là Betty đã tới dự lễ giỗ tổ của vua Hùng Vương và lễ chào cờ hàng tháng của đồng người Việt Nam. Và Betty là đồng thời cũng là đang ứng cử viên cho vụ chức giám sát viên khu vực 2, là hiện giờ là chức vụ của bà Cindy Chavez. Betty rất là hân hạnh có thể có cơ hội để ra ứng cử để đại diện cho đồng người Việt Nam, để có thể làm cho người đồng người Việt Nam của mình hãnh diện mà có tiếng nói tại quận hạt Santa Clara. Betty, ngày bầu cử sẽ là ngày 5 tháng 3 2024, nhưng Betty bắt đầu vận động ngay bây giờ để có thể gặp quý đồng hương và chia sẻ những điều mà Betty muốn làm sau này làm giám sát viên. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có thể cho được bầu phiếu cho Betty đó, Betty có cơ hội để làm chức này đó, Betty sẽ được là người đầu tiên Việt Nam làm chức giám sát viên tại quận hạt Santa Clara. Tuy là quận hạt Santa Clara là một cái nơi vị trí có rất là nhiều người Việt Nam, nhưng chưa có một người đại diện tại quận hạt. Betty rất là hy vọng có được cơ hội đó trong tương lai. Cái chương trình là nghị sự của Betty Dương, nếu mà đắc cử thì có cái chương trình nào để phục vụ cho cái cộng đồng ở San Jose, đặc biệt là quận hạt Santa Clara mà nếu Betty đại diện? Dạ, cảm ơn ạ. Thì trong 10 năm qua Betty đã là nhân viên của quận hạt Santa Clara, 5 năm với giám sát viên Cindy Chavez, 5 năm với giám đốc điều hành. Thì có cơ hội làm được giám sát viên là Betty tiếp tục những việc mà Betty đã bắt đầu tại quận hạt, là với là cái tư cách là nhân viên, nhưng bây giờ là người lãnh đạo chương trình Language Access Policy để có đầy đủ ngôn ngữ tại quận hạt Santa Clara. Đặc biệt là ai mà tới cộng đồng người Việt Nam mình, ai mà tới trung tâm của quận hạt là sẽ có người phục vụ bằng tiếng Việt, sẽ có cái sự hỗ trợ và hợp tác với báo chí và truyền thông của cộng đồng người Việt Nam để cho có thể phổ biến những tin tức quan trọng, đầu tư vô hệ thống sức khỏe ambulatory care, sức khỏe y tế, sức khỏe tâm trí nữa, để cho có thể phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam, nhất là trong cái thời gian mà rất là nhiều người cao niên bắt đầu lên tuổi đó, lớn tuổi, thì bây giờ sẽ cần có những cái phục vụ đặc biệt cho người cao niên mà đúng văn hóa, đúng theo truyền thống của mình, để cho có thể phục vụ cho chu đáo, tạo ra nhiều chương trình dinh dưỡng người cao niên hơn, mà đặc biệt là đồ thức ăn, thực phẩm của người Việt Nam, và ủng hộ những cái hội non-profit organizations và community-based organizations mà từ xưa đến nay có mặt tại quận hạt, có trong thành cờ cộng đồng của mình phục vụ, nhưng mà chưa có sự hỗ trợ của quận hạt. Betty hy vọng là sẽ có sự hợp tác đó và sự ủng hộ nhau. Cái chức vụ giám sát viên nó có liên hệ đến cái vườn truyền thống ở đây không? Có ngân sách hay là có gì có thể giúp cái vườn truyền thống để nó hoàn thành sớm hơn? Tối thiểu là sẽ có một cái văn phòng hoặc là cái gì ở đây nhỏ nhỏ để mà có cái chỗ sinh hoạt cho cộng đồng, khỏi đi nơi này nó khác hoặc mượn chỗ tốn tiền. Dạ, đương nhiên thì hồi xưa đó, với cái tư cách là nhân viên tại quận hạt, Betty đã có cơ hội để lập ra chương trình trung tâm phục vụ Việt Mỹ, xây dựng gần 60 triệu để xây dựng một cái trung tâm mới đặc biệt cho người Việt Nam. Thì Betty sẽ lấy rút kinh nghiệm từ những việc Betty đã từng làm để hợp tác với thành phố San Jose để cho xây dựng vườn truyền thông. Xin hỏi đây là cái hồi tới nhị vấn đề lập trường chính trị của Betty trong cái cuộc xồn xáo nó không có tốt đẹp cho cộng đồng vừa qua, do một cái tổ chức có cái Việt Nam Airlines bảo trợ và một số nhân cử đi đến đó, thành ra là cái sự làm cho cái rối loạn cộng đồng từ Bắc Nam Cali, đặc biệt là ở Nam Cali. Thì Betty Dương nếu mà biết có những cái tổ chức mà có những cái công ty của đảng cộng sản, ví dụ như Việt Nam Airlines hay bất cứ cái nào thuộc về đảng cộng sản, mà mời Betty có đến tham dự hay không? Dạ, thì trước tiên Betty muốn nói đó là Betty là đứa con gái của dân tị nạn.
lớn lên là thông dịch cho ba má, lớn lên là học hỏi từ ba má, từ cô chú và ông bà, những sự hy sinh, những sự khổ sở trong cuộc chiến tranh Việt Nam và trên đường vượt biên. Và Betty đã biết là trong nhà Betty đã mất nhiều người gia đình trong chiến tranh và con đường đi vượt biên, đi tìm tự do. Tấm lòng của Betty là của người tị nạn. Tuy là Betty rất là có phước là sinh tại Mỹ, không cần phải trải qua những sự đau khổ của cha mẹ, ông bà, cô chú, nhưng Betty là lúc nào cũng mang ơn. Vì vậy là nếu mà có những tổ chức như vậy đó, Betty thấy là Betty không nên tới, vì cái đó có thể là trái cái ý của cha mẹ, có thể là không có mang ơn cho đúng một người đứa con có dân tị nạn. À, xin cảm ơn Betty Dương. Xin Betty Dương cũng giữ lời hứa khi mà đắc cử cái giám sát viên thì cũng nên giữ cái lời hứa đó để giữ cho cái cộng đồng cũng như là không có cái sự lộn xộn mà nó không có tốt cho cộng đồng của chúng ta. Và Betty xin sự hướng dẫn của cộng đồng và của ông bà cô chú đặng cho Betty có thi đúng hướng, thì là Betty lúc nào cũng là mang ơn với gia đình, với gia đình của cha mẹ, với cộng đồng người tị nạn đã hy sinh tất cả cho những thế hệ sau này, và Betty không bao giờ muốn làm trái cái nguyện vọng đó. Rồi, xin là cảm ơn Betty đã cho VMI Vlog có cơ hội để biết cái lập trường cũng như cái đường hướng của Betty trong tương lai, để nếu mà đắc cử giám sát viên để phục vụ cộng đồng, và chúc Betty Dương thành công trong cái con đường sự nghiệp chính trị khởi đầu. Xin cảm ơn. Cảm ơn.